Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, nắng nóng ở Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng còn kéo dài trong những ngày sắp tới, dự kiến phải sau mùng 10 tháng 8 mới chấm dứt. Dự báo ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 cho đến 55%. Khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến 55 đến 60%. Cơ quan khí tượng cho hay, nắng nóng ở Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Sau ngày 10 tháng 8, nắng nóng giảm dần. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37 độ C. Tại Hà Nội, nắng nóng được dự báo kéo dài từ nay cho đến ngày 10 tháng 8. Trong đó, nắng đỉnh điểm sẽ rơi vào ngày 7 đến 10 tháng 8 với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C. Thưa quý vị và các bạn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cho biết, trong 3 tháng từ tháng 8 cho đến 10, dự báo có 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông, trong đó từ 4 đến 6 cơn bão có ảnh hưởng tới Việt Nam. Cụ thể, cơ quan này nhận định từ nay cho đến tháng 10 sẽ có 7 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và từ 4 đến 6 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Con số này nhiều hơn ở giai đoạn trước. Tháng 8 đến tháng 10, thời kỳ năm 1991 đến năm 2020, mỗi năm có khoảng 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 3 đến 4 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cũng cho biết thêm, trong 3 tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ sẽ cao hơn. Cần đặc biệt đề phòng mưa lũ ngập lụt ở Bắc Bộ, Trung Bộ trong những tháng tới. Do bão dồn dập, cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa tháng 9 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5 đến 15%, tháng 10 cao hơn 10 đến 30%. Trung Bộ 3 tháng tới, lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 đến 30%. Riêng tháng 9 đến tháng 10, khu vực này xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ ở hạ lưu sông chính lên báo động từ 1 đến 2 sông nhỏ lên báo động 2 đến báo động 3, cao nhất là báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Thưa quý vị và các bạn, liên tục xảy ra các đợt dư chấn gây nên do động đất, khiến người dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bất an. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương vùng tâm chấn triển khai các phương án ứng phó từ sớm. Trong những ngày qua, người dân ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi sống trong lo lắng bất an vì liên tục hứng chịu những đợt rung lắc mạnh gây thiệt hại nhà cửa, nhất là tại địa bàn huyện Sơn Tây Quảng Ngãi, địa phương tiếp giáp với huyện Con Plông tỉnh Kon Tum. Sợ ảnh hưởng đến nhà cửa gia đình như lần rồi nhưng mà nhẹ thôi. Lần này là nó nặng quá, rất nhiều, rất là lâu. Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo kiểm tra theo dõi chặt chẽ các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện nhằm chủ động phát hiện các sự cố ảnh hưởng đến an toàn công trình do động đất gây ra để xử lý kịp thời. Các dự án thủy điện được kiểm tra an toàn liên tục trong quá trình vận hành, nhất là sau các cơn rung chấn. Về phía công ty cũng sẽ có cái giải pháp trong tương lai lắp đặt các hệ thống cảm biến quan trắc cảnh báo động đất sớm để có những cái giải pháp chủ động hơn, thậm chí là phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho công tác vận hành và cho tất cả hạng mục công trình xây dựng. Cùng với theo dõi chặt thông tin cảnh báo động đất từ trạm quan trắc động đất, các địa phương bị ảnh hưởng của động đất cũng tuyên truyền thông tin kịp thời về động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân. Tổ chức các việc tuyên truyền thông qua các hình thức như ban hành các văn bản, thông qua các nhóm Zalo để mà hướng dẫn trong cái việc phòng chống rủi ro liên quan tới vấn đề động đất. Trước một số thiệt hại do dư chấn động đất gây ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo thống kê thiệt hại, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, ổn định cuộc sống, đồng thời tuyên truyền người dân không hoang mang, chủ động trang bị kỹ năng ứng phó tốt với động đất. Sáng nay ngày 5 tháng 8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty xốp Khang Trang, cụm công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét khiến cho nhiều người lo lắng.
Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, vào lúc 7 giờ 44 phút, một vụ cháy bùng phát tại kho chứa xốp nhựa trong công ty xốp Khang Trang. Cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Gia Lâm điều 2 xe chữa cháy phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường dập lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người do đám cháy bùng phát tại kho chứa nhựa và xốp nên khói đen bốc cao. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục làm rõ. Dự kiến chiều nay ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyên oán đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Trước đó, vụ án đã trải qua 2 tuần xét xử và nghị án. Theo đó, trong 50 bị cáo hầu tòa, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đánh giá là chủ mưu cầm đầu và bị đề nghị mức án nặng nhất. Hình phạt đề nghị là từ 5 đến 6 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp từ 24 cho đến 26 năm tù. Cùng hai nhóm tội trên, các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị đề nghị từ 17 đến 19 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga tổng hợp 10 đến 12 năm tù, Hương Trần Kiều Dung tổng hợp từ 11 đến 13 năm tù. Nhóm 7 cựu cán bộ ngành chứng khoán bị đề nghị với các mức án từ 18 tháng tù đến 9 năm tù về một trong hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Nhóm bị cáo là thuộc cấp của bị cáo Quyết bị đề nghị mức án nhẹ nhất từ 18 tháng tù cho đến 16 năm tù giam. Quá trình xét xử, tất cả các bị cáo đều thừa nhận cáo trạng truy tố là xác đáng. Năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ các trường tiểu học đảm bảo mỗi lớp chỉ 35 em theo quy định để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, điều lệ trường tiểu học quy định mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Năm học vừa qua, cả nước có gần 9 triệu học sinh ở cấp này, sĩ số lớp trung bình là 32 em. Tuy nhiên, tại một số địa phương, áp lực tăng dân số quá nhanh dẫn đến sĩ số vượt quy định, có nơi xếp gần 50 em một lớp học như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học. Do vậy, năm học tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp theo quy định. Điều lệ trường tiểu học là 35 em một lớp, đồng thời có đủ thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên trên lớp và cơ cấu giáo viên đủ dạy các môn học, hoạt động giáo dục. Các trường tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút. Kế hoạch phải đảm bảo phân bố hợp lý giữa các nội dung giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi, các trường chủ động chọn nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng phù hợp cho môn học tự chọn.